Cần bán nhà xây mới 4 tầng tại phố Nụa, phường Vạn Phúc, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội. Ngôi nhà được thiết kế là bao gồm là 3 phòng ngủ, 1 phòng khách, 1 phòng bếp, 1 phòng thờ, 1 sân phơi. Có diện tích xây dựng là 33m² và có hướng chính là hướng Đông Bắc. Vị trí nhà thì nằm cách đường ô tô đi chỉ 10m mà thôi. Đấy, vị trí rất là gần với những cái trung tâm của quận Hà Đông. Có ngõ trước nhà là rộng 3m. Thiết kế cửa chính của ngôi nhà thì bao gồm hai lớp, phía bên ngoài là sắt hộp sơn tĩnh điện và phía bên trong là cửa gỗ kính. Đây là toàn bộ cái không gian ở phía bên trong tầng 1 của ngôi nhà, được bố cục chia làm hai phần rất là rõ ràng. Phía bên ngoài là phòng khách và phía bên trong là khu vực phòng bếp và nhà vệ sinh. Toàn bộ hệ thống gạch đắp nền sử dụng là gạch kích thước 60x60 hàng granite. Hệ thống trần thạch cao cũng như là đèn led, đèn chiếu sáng là đều đã được hoàn thiện xong hết. Tiếp theo đây là ở trong khu vực bếp, mọi người có thể nhìn thấy là toàn bộ hệ thống tủ bếp, kính ốp bếp cũng như là đá ốp bếp và hệ thống đèn trần đều đã được hoàn thiện xong toàn bộ. Tủ bếp sử dụng là chất liệu là bằng gỗ thịt và được sơn màu trắng, chống xước, chống bám bụi. Vòi rửa và chậu rửa sử dụng là bằng chất liệu inox 304. Mọi người có thể là nhìn qua toàn bộ cái không gian của ngôi nhà đây, rất là rộng. Và ở tầng 1 của chúng ta là còn có thêm một nhà vệ sinh phụ nữa, được lắp đặt đầy đủ hệ thống bồn cầu, vòi xịt, vòi rửa cũng như là hệ thống máy bơm nước. Toàn bộ hệ thống cầu thang của ngôi nhà thì sử dụng là tay vịn là bằng gỗ lim Nam Phi, có lan can con tiện là bằng inox và gỗ. Mặt bậc và cổ bậc cầu thang là sử dụng là bằng đá granite hai màu đen trắng và sử dụng là đá nguyên tấm. Ở trên tầng 2 của chúng ta thì sẽ được thiết kế là bao gồm là một phòng ngủ, một phòng để quần áo, phòng thay đồ và một phòng vệ sinh. Mọi người có thể là nhìn thấy là toàn bộ cái không gian của tầng 2 đây. Toàn bộ hệ thống nát nền là sử dụng là sàn gỗ công nghiệp. Đã hoàn thiện xong hết hệ thống cửa sổ cũng như là hệ thống trần thạch cao, hệ thống chiếu sáng ở trong căn phòng. Thiết kế của phòng rất là rộng. Cửa thông phòng là sử dụng là bằng gỗ lim Nam Phi. Mọi người có thể là nhìn qua toàn bộ không gian đây. Phòng ngủ master rất là rộng. Và ở phía bên trong này chúng ta là sẽ có thêm một phòng để quần áo, phòng thay đồ đây. Để chúng tôi thiết kế phòng này là chuyên để quần áo cũng như là phòng thay đồ của chủ nhà. Và phía bên trong đây còn có thêm là một nhà tắm với lại vách kính cường lực, sen cây tắm nóng lạnh cũng như là hệ thống bồn cầu, hệ thống lavabo, hệ thống vòi xịt là đều được hoàn thiện xong hết. Sử dụng là gạch ốp tường là gạch kích thước là 60x60. Chậu đá marble. Cửa nhà vệ sinh là sử dụng là cửa nhôm kính. Tiếp theo đây mời mọi người tham quan ở phía bên trên tầng 3 của ngôi nhà. Thiết kế của tầng 3 thì sẽ bao gồm là 2 phòng ngủ và 1 phòng vệ sinh. Phòng ngủ ở phía bên ngoài đây mọi người có thể là quan sát thấy. Toàn bộ ngôi nhà này thì đều được chúng tôi là hoàn thiện xong hết. Quý khách hàng có nhu cầu thì là chúng ta có thể chuyển đồ về và ở luôn. Diện tích xây dựng là 33m² và diện tích ở trên sổ đỏ là 32,5m². Đang được công ty chào bán với giá là 2.700.000.000 đồng. Đây là nhà vệ sinh của tầng 3. Đấy, chúng tôi cũng đã lắp đặt hoàn thiện hết hệ thống bồn cầu, lavabo, sen tắm nóng lạnh cũng như là hệ thống quạt hút mùi, gương, phụ kiện, đèn chiếu sáng. Đây là phòng ngủ ở phía bên trong. Tất cả các phòng ngủ là đều là có cửa sổ để mở ra phía bên ngoài hoặc là mở ra ô cầu thang để cung cấp ánh sáng và không khí cho toàn bộ căn phòng. Chúng tôi đã thiết kế xong hết cái hệ thống ống chờ điều hòa cũng như là cái hệ thống chờ lắp mạng cáp, lắp truyền hình internet. Đó.
Với cái giá 2 tỷ 700 triệu đồng thì là quý khách hàng sẽ được bên công ty hỗ trợ toàn bộ chi phí sang tên sổ đỏ, có hỗ trợ vay vốn ngân hàng đối với những khách hàng có nhu cầu. Và đây là ở phía bên trên tầng 4 của ngôi nhà đây. Tầng 4 thì sẽ có là một phòng thờ, một khu vực để máy giặt, giặt đồ và sân phơi. Đây là khu vực phòng thờ đây, mọi người có thể nhìn thấy luôn. Thiết kế phòng thờ rất là vuông, rất là rộng. Đấy, quý khách hàng cũng có thể sử dụng là như là một nhà kho hoặc là phòng ngủ cho khách ở lại cũng được. Ở phía ngoài ô cầu thang thì là sẽ có thêm một cái ô giếng trời dùng để cung cấp ánh sáng cho toàn bộ cái khu vực cầu thang cũng như là ngôi nhà. Đây là khu vực được chúng tôi thiết kế là lắp đặt máy giặt cũng như là để giặt đồ, toàn bộ hệ thống vòi cấp nước, hệ thống điện cũng như là hệ thống ống xả nước đều đã được lắp đặt hết, tính toán hết rất là hiện đại và hợp lý. Và đây là khu vực sân phơi, chúng tôi đã hoàn thiện xong hết hệ thống chuồng cọp rồi. Đó, đây là hệ thống trần của sân phơi. Mọi người có thể là nhìn thấy xung quanh của ngôi nhà là rất nhiều nhà cao tầng và chung cư. Đây, khu vực dân cư ở rất là đông, nằm ở phố Nụa Vạn Phúc, khu vực trung tâm buôn bán sầm uất cũng như là khu dân cư rất là văn minh. Sau đây mời mọi người cùng tham quan lại ngôi nhà. Tôi xin nhắc lại một chút cái thông tin của ngôi nhà để cho quý khách hàng có thể nắm bắt được rõ hơn. Ngôi nhà có diện tích xây dựng là 33m², được thiết kế là 4 tầng, bao gồm là 3 phòng ngủ, 1 phòng khách, 1 phòng bếp, 1 phòng thờ, 1 sân phơi và 3 nhà vệ sinh. Có hướng chính là hướng Đông Bắc, nằm tại phố Lụa, phường Vạn Phúc, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội. Nhà có ngõ trước nhà là rộng 2,5m và cách đường ô tô đi chỉ 15m, đang được bên công ty chào bán với giá là 2 tỷ 700 triệu đồng. Bên công ty sẽ hỗ trợ toàn bộ chi phí sang tên sổ đỏ cho khách hàng, có hỗ trợ vay vốn ngân hàng đối với những khách hàng có nhu cầu. Mọi người cần xem nhà trực tiếp hoặc là cần tư vấn thêm chi tiết thì xin vui lòng liên hệ cho điện thoại ở phía bên trên màn hình. Em Ánh 0983013403 hoặc 0888041444. Xin chân thành cảm ơn.